nay 8 tháng 9, thừa ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, ông Trương Hữu Hiệp, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Phó trưởng ban thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh Lâm Đồng đã đến trực tiếp tại xã Đạ Oai, huyện Đạ Oai, trao bằng khen ghi nhận hành động dũng cảm và cao đẹp cứu xe khách trên đèo Bảo Lộc của tài xế Phan Văn Bắc, 30 tuổi, ngụ thôn 6, lái xe tải biển kiểm soát 49C09851 vào chiều ngày 6 tháng 9. Anh Bắc chính là tài xế xe tải dũng cảm đã dùng thân xe tải cứu xe khách mất thắng đang lao với tốc độ nhanh trên đèo Bảo Lộc vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 6 tháng 9 năm 2016. Tại xã Đạ Oai, lãnh đạo Ban An toàn giao thông tỉnh đã trao tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và số tiền 10 triệu đồng cho anh Phan Văn Bắc, đồng thời biểu dương và ghi nhận hành động dũng cảm cao đẹp của tài xế này khi cứu hàng chục hành khách trong chiếc xe khách bị mất phanh trên đèo Bảo Lộc tỉnh Lâm Đồng. Theo Ban An toàn giao thông tỉnh Lâm Đồng, đây là hành động cần được nhân rộng trong cộng đồng nói chung và lực lượng tài xế khi tham gia giao thông hiện nay. Cùng với đó, tỉnh đoàn Lâm Đồng cũng đã tặng bằng ghi nhận những đóng góp của anh Bắc. Ủy ban nhân dân huyện Đạ Oai cũng đã trao giấy khen và phần thưởng 10 triệu đồng để ghi nhận hành động dũng cảm của anh Phan Văn Bắc. Ngoài ra, anh Bắc còn nhận được giấy khen của Ủy ban nhân dân xã Đạ Oai, huyện Đạ Oai, giấy khen của báo giao thông 7 triệu đồng và giải thưởng Bạn đồng hành quanh tôi của báo Tuổi Trẻ và 30 triệu đồng từ báo Thanh Niên. Vào chiều nay, ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã đến thành phố Đà Lạt để trao giải thưởng vô lăng vàng năm 2016 cho tài xế Phan Văn Bắc, ngụ huyện Đạ Oai. Đại diện cho lãnh đạo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã trao cúp vô lăng vàng năm 2016 và thư khen của Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Trương Trọng Nghĩa cho anh Phan Văn Bắc. Dịp này, công ty bảo hiểm Pirico đã tặng 20 triệu đồng và 3 năm bảo hiểm trách nhiệm dân sự. Bảo Việt Lâm Đồng tặng 10 triệu đồng, 1 năm bảo hiểm trách nhiệm dân sự trị giá 100 triệu đồng và chịu toàn bộ chi phí bảo hiểm phương tiện ô tô mang biển kiểm soát 49C09851 do anh Phan Văn Bắc điều khiển. Được biết, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Bộ Giao thông Vận tải đang tiến hành thủ tục đề nghị Chủ tịch nước trao tặng huy chương dũng cảm cho anh Phan Văn Bắc. Có thời gian để dành toàn tâm, toàn ý cho nghiên cứu sáng tác các bài hát then.